Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, mùng 8 tháng 3 năm 1910, mùng 8 tháng 3 năm 2022. Thay mặt những người làm chương trình, xin kính chúc các chị em phụ nữ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình hôm nay thứ ba, ngày 8 tháng 3 năm 2022. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 8 tháng 3, Huyện ủy Quảng Hòa tổ chức hội thảo khoa học Đảng bộ huyện Quảng Hòa những chặng đường lịch sử vẻ vang, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của Liên Châu, Quảng Uyên, Phục Hòa. Đến dự có đồng chí Bế Thanh Tịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Hà Ngọc Giáp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cao Bằng, đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành, lãnh đạo huyện Hạ Lang, Trùng Khánh, lãnh đạo huyện Quảng Hòa qua các thời kỳ. Trước khi diễn ra hội thảo, các đại biểu đã đến dâng hoa tại khu di tích lịch sử cách mạng Đông Bó Lình tại xóm Cốc Cóc, xã Chí Thảo, nay là xóm Yên Lạc, xã Chí Thảo. Đây là nơi thành lập chi bộ Liên Châu Quảng Uyên Phục Hòa, đồng thời cũng là chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở miền Đông tỉnh Cao Bằng. Cách đây 90 năm, ngày 8 tháng 3 năm 1932, tại địa danh này, đồng chí Dương Công Hoạt thay mặt Đảng bộ tỉnh Cao Bằng đã giới thiệu kết nạp các đồng chí Ma Kiên Kiện, Ma Trung Lâm, Ma Kiên Mới, Hồng Hải, Ma Kiên Hoạch, Hồng Chi, Ma Kiên Tích, Hồng Lạc vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự ra đời của chi bộ Cốc Cóc là mốc son quan trọng đối với phong trào cách mạng của địa phương và các châu phủ miền Đông tỉnh Cao Bằng. Ngay sau khi thành lập chi bộ, đã thực hiện nhiệm vụ mà chi bộ Hải ngoại Long Châu Trung Quốc và chi bộ Nậm Lìn đang thực hiện, đó là bí mật chuyển sách báo, tài liệu, đưa đón các chiến sĩ hoạt động cách mạng, học tập giữa các vùng, tích cực phát triển đảng, đẩy mạnh phong trào chống thuế, phụ thu, lạm bổ, chống bắt vu ngày mùa. Chỉ trong thời gian ngắn, chi bộ Liên Châu Quảng Uyên Phục Hòa đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc địa phương tiến hành cuộc đấu tranh bảo vệ và củng cố chính quyền dân chủ nhân dân, đạt được nhiều thành tích. Trải qua 90 năm xây dựng và trưởng thành, từ khi mới thành lập chỉ có 4 đồng chí đảng viên. Đến nay, Đảng bộ huyện Quảng Hòa đã có 47 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, 258 chi bộ thuộc đảng ủy cơ sở với 6.716 đảng viên. Phát biểu tại hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bế Thanh Tịnh nhấn mạnh, Quảng Hòa là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, giữ vị trí chiến lược quan trọng trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đây là trung tâm của các huyện miền Đông tỉnh Cao Bằng, tập trung các đầu mối giao thông, lan tỏa đi khắp các huyện Trung Khánh, Hạ Lang. Trải qua 90 năm xây dựng và phát triển, đến nay Đảng bộ huyện Quảng Hòa đã lãnh đạo nhân dân đạt được những thành tựu về kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh. Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện, mùng 8 tháng 3 năm 1932, mùng 8 tháng 3 năm 2022, chúng tôi tin tưởng rằng với một bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, truyền thống quê hương cách mạng anh hùng, Đảng bộ huyện Quảng Hòa sẽ lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong huyện khơi dậy ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng. Đây là đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, tinh thần đổi mới sáng tạo, ý chí khát vọng vươn lên, tạo đột phá, khác biệt, đẩy mạnh cải cách hành chính, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ biên giới hòa bình hữu nghị, tạo môi trường thuận lợi, huy động tối đa nguồn lực cho đầu tư phát triển, xây dựng huyện Quảng Hòa trở thành trung tâm kinh tế xã hội của khu vực miền Đông của tỉnh Cao Bằng. Như suốt chiều dài lịch sử cũng đã khẳng định vị trí đó. Để góp phần xây dựng tỉnh Cao Bằng trở thành tỉnh gương mẫu đi đầu như lời Bác Hồ kính yêu đã căn dặn, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và truyền thống tốt đẹp của quê hương cách mạng. Hội thảo đã nhận được hơn 30 bài viết từ các nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo huyện và các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và các chi đảng bộ trực thuộc. Đây là những tư liệu quý giá để Đảng bộ huyện chuẩn bị cho việc sưu tầm, nghiên cứu, xuất bản lịch sử Đảng bộ các xã thị trấn trong nhiệm kỳ này và tiếp tục bổ sung vào cuốn lịch sử Đảng bộ huyện trong giai đoạn tới.
Thông tin về tình hình dịch COVID-19, từ 17 giờ ngày 7 tháng 3 đến 17 giờ ngày 8 tháng 3, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm 2.364 trường hợp mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 toàn tỉnh lên 28.167 trường hợp. Trong đó có 27.685 trường hợp mắc được ghi nhận tại các địa phương trong tỉnh, 482 trường hợp mắc được ghi nhận đi từ các tỉnh thành trong nước trở về. Cụ thể, thông tin về các ca mắc mới ghi nhận trong ngày 8 tháng 3. Thành phố Cao Bằng ghi nhận 878 trường hợp, huyện Bảo Lâm 200 trường hợp, huyện Hà Quảng 143 trường hợp, huyện Bảo Lạc 172 trường hợp, huyện Trùng Khánh 268 trường hợp, huyện Nguyên Bình 133 trường hợp, huyện Quảng Hòa 205 trường hợp, huyện Hòa An 259 trường hợp, huyện Hạ Lang 106 trường hợp. Toàn tỉnh hiện có 1.545 trường hợp đang được cách ly điều trị tại các cơ sở thu dung điều trị của tỉnh và 15.474 trường hợp không triệu chứng đang được cách ly điều trị tại nhà. Tất cả các trường hợp này sức khỏe ổn định, các dấu hiệu lâm sàng thực thể bình thường. Trong ngày 8 tháng 3, có 895 trường hợp điều trị tại các cơ sở thu dung điều trị và điều trị tại nhà đủ điều kiện công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca khỏi bệnh lên 11.122 ca. 25 ca tử vong. Theo thông báo mới nhất về phân loại đánh giá xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, tính đến 17 giờ ngày 7 tháng 3, tỉnh Cao Bằng thuộc cấp độ 1. Đối với đơn vị hành chính cấp huyện, có 3 trên 10 huyện thuộc cấp độ 1, gồm các huyện Hà Quảng, Hạ Lang, Nguyên Bình. Có 2 trên 10 huyện cấp độ 2, gồm huyện Trùng Khánh và huyện Thạch An. Có 5 trên 10 huyện thuộc cấp độ 3, gồm các huyện Hòa An, Quảng Hòa, Bảo Lạc, Bảo Lâm và thành phố Cao Bằng. Đối với đơn vị hành chính cấp xã, có 60 trên 161 đơn vị thuộc cấp độ 1, 46 trên 161 đơn vị cấp độ 2, 52 trên 161 đơn vị cấp độ 3, 3 trên 161 đơn vị cấp độ 4. Ngày 8 tháng 3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật phối hợp với Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng tổ chức tập huấn cập nhật chuyên môn phòng chống dịch COVID-19 cho cán bộ làm công tác y tế, cán bộ phụ trách an toàn lao động, cán bộ viên chức, người lao động của Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được triển khai công văn số 11042-BIT-GP ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế điều chỉnh định nghĩa ca bệnh. Công văn số 762-BTGP ngày 21 tháng 2 năm 2022 của Bộ Y tế về việc cách ly y tế đối với ca bệnh COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc gần. Quyết định số 261-QĐ-BIT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế về quản lý chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà. Hướng dẫn sử dụng máy phun hóa chất phòng chống dịch, hướng dẫn kỹ thuật thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2, hướng dẫn sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong công tác phòng chống dịch. Sau khi học lý thuyết, các học viên đã được thực hành test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2, cách sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân. Thông qua lớp tập huấn, giúp cán bộ, viên chức, người lao động công ty được cập nhật chuyên môn phòng chống dịch COVID-19, chủ động thực hiện các phương án phòng chống dịch, đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, ra mắt và đưa vào hoạt động từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, Tổng đài tiếp nhận thông tin tư vấn hỗ trợ điều trị COVID-19 tỉnh Cao Bằng 1900-571-204 đã bước đầu phát huy hiệu quả, giúp người dân có thêm kênh trao đổi thông tin về công tác phòng chống dịch, hỗ trợ, giúp đỡ, chăm sóc điều trị F0 tại nhà một cách thuận tiện, góp phần giải quyết tình trạng quá tải cho cơ sở y tế, giảm nguy cơ lây nhiễm chéo và kịp thời xử lý các trường hợp chuyển nặng, đáp ứng công tác phòng chống dịch bệnh trong giai đoạn hiện nay. Alo, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật xin nghe. Vâng, anh ơi, hiện tại em đang bị đau đầu và sốt 38 độ, em thấy cũng chảy nước mũi. Thì là mình có phải cống gì phải COVID không nhỉ? Vâng, giá trị là trường hợp ấy có thể xảy ra trong trường hợp cúm và virus cùng một lúc. Trong cùng một thời điểm có thể xảy ra trường hợp cúm COVID-19, bởi vì cúm và COVID đều có một số các triệu chứng tương tự nhau như ho, sốt, nên khó để phân biệt hai loại bệnh này. Chỉ dựa trên dấu hiệu nhận biết để chẩn đoán xác định chính xác, chúng ta cần làm một số xét nghiệm. Thì hiện nay thì ta làm cái xét nghiệm test ấy, thì nó cũng rất là chính xác. Còn nếu sốt, ho, khó thở thì làm cái xét nghiệm để khẳng định nhé.
hàng ngày thông qua tổng đài 1900 571 204, tổ tiếp nhận thông tin và tư vấn hỗ trợ giúp đỡ về quản lý, chăm sóc, điều trị COVID-19 của Sở Y tế đã nhận được nhiều cuộc gọi yêu cầu tư vấn hỗ trợ. Bác sĩ Nguyễn Văn Trung, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, thành viên của tổ tư vấn thông tin cho biết, từ khi ra mắt tổng đài, tổ tiếp nhận đã trả lời, tư vấn, hướng dẫn, xử lý đối với nhiều trường hợp, trong đó chủ yếu là thông tin về phòng chống dịch COVID-19, tiêm chủng vaccine, khai báo y tế, đặc biệt là việc theo dõi, chăm sóc điều trị F0 tại nhà. Đối với tổ tư vấn được phân công, các y bác sĩ luôn đảm bảo trực điện thoại 24/7, kể cả ngày nghỉ, cố gắng hỗ trợ tối đa cho người dân có nhu cầu gọi điện đến tổng đài. Chúng tôi vẫn được tập huấn thường xuyên và tập huấn theo nhóm và thực hiện theo cái quy định của địa phương. Đa số là công dân hỏi về cái thời gian cách ly như thế nào và điều trị thì điều trị như thế nào và cái triệu chứng của bệnh virus SARS-CoV-2 như vậy thì có nguy hiểm không? Hiện nay thì đã được tiêm chủng rồi, nhưng mà liệu có bị biến chứng nặng không? Về các trường hợp khẩn cấp thì chúng tôi cũng có kết nối với lại bệnh viện đa khoa tỉnh. Trong trường hợp mà cấp cứu thì chúng tôi tư vấn cho bệnh nhân là sẽ có đội ngũ y tế đến tận nhà để đưa đón bệnh nhân trong trường hợp khẩn cấp, ví dụ là sốt, ho, khó thở và cần cấp cứu thì phải đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh để cấp cứu kịp thời. Tổng đài 1900 571 204 do Sở Y tế và VNPT Cao Bằng phối hợp xây dựng có hai nhánh tư vấn. Để đảm bảo hệ thống được vận hành thông suốt hiệu quả, Sở Y tế đã giao cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật làm đầu mối triển khai, đồng thời phân công các đơn vị Bệnh viện Đa khoa tỉnh phụ trách tư vấn nhánh 2 về công tác quản lý, chăm sóc, điều trị. Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật phụ trách nhánh 1, tư vấn về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Từ khi ra mắt đến nay, Tổng đài đã tiếp nhận hơn 900 cuộc gọi đến. Đặc biệt trong thời gian gần đây, khi số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh tăng cao, trung bình tổng đài tiếp nhận khoảng từ 30 đến trên 60 cuộc gọi mỗi ngày. Chủ yếu tiếp nhận tư vấn về hướng dẫn khai báo y tế và thực hiện cách ly, điều trị, cách khử khuẩn, xử lý chất thải, phòng lây nhiễm, hướng dẫn bệnh nhân tự theo dõi sức khỏe, đồng thời gửi danh sách, địa chỉ điện thoại của bệnh nhân và đề nghị các cơ sở y tế trên địa bàn đến khám bệnh, chữa bệnh, theo dõi để kịp thời xử lý. Từ sau khi ra mắt tổng đài hỗ trợ 1900 571 204, với nhiệm vụ được phân công là đầu mối triển khai thực hiện, thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đã phân trực 24/24 giờ đối với tổ tiếp nhận thông tin và tư vấn hỗ trợ giúp đỡ về quản lý, chăm sóc điều trị COVID-19 qua điện thoại do Sở Y tế thành lập. Kịp thời tư vấn hỗ trợ cho người dân đang trong diện phải cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà. Thế và tổ chức tập huấn cập nhật kiến thức các hướng dẫn mới do Bộ Y tế ban hành về công tác phòng chống dịch, như là hướng dẫn xác định các cái trường hợp tiếp xúc gần F1, cách xác định ca bệnh F0 và các cái hướng dẫn về công tác xét nghiệm để điều trị tại nhà phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay. Nhất là trong thời gian gần đây thì đã có nhiều cuộc gọi đến và được tư vấn hỗ trợ kịp thời, góp phần giải quyết được tình trạng quá tải tại các cơ sở y tế, thay cho việc người dân phải tìm đến tận nơi để được tư vấn chăm sóc. Thế và từ đó thì cũng giảm được cái nguy cơ lây nhiễm chéo, thuận tiện, tiết kiệm cho người dân, thế và đảm bảo thực hiện đúng quy định về phòng chống dịch. Việc triển khai thực hiện tổng đài tư vấn qua điện thoại trong thời gian qua đã tư vấn sát sao cho người bệnh COVID-19 đang điều trị tại nhà, giúp người dân an tâm về mặt tinh thần và có kiến thức trong việc tự theo dõi sức khỏe, góp phần giải quyết tình trạng quá tải cho cơ sở y tế tuyến trên. Đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các cơ sở y tế để xử lý kịp thời các trường hợp chuyển nặng nhằm bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người bệnh COVID-19.
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân, tổ tư vấn đã cử thêm các bác sĩ có nhiều kinh nghiệm để nâng cao chất lượng chuyên môn, tư vấn nhanh, kịp thời và chính xác, nâng cao năng lực điều trị từ xa, đáp ứng nhu cầu của người dân trong tình hình hiện nay. Bản tin tiếp tục với một số tin tức đáng chú ý trong tỉnh. Sáng ngày 8 tháng 3, Công ty Điện lực Cao Bằng phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức tọa đàm về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3. Công ty Điện lực Cao Bằng hiện có 165 nữ công nhân viên chức lao động làm việc tại các bộ phận chuyên môn, đơn vị trực thuộc. Tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo quản lý chiếm 15%. Những năm qua, công tác nữ công và các chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ được đơn vị quan tâm chú trọng. Hàng năm thường xuyên cử lao động nữ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, lý luận chính trị, tạo điều kiện cho lao động nữ phát huy năng lực, đóng góp tích cực, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Buổi tọa đàm đã phổ biến chính sách pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội, phòng chống bạo lực đối với phụ nữ, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới. Vấn đề phòng chống dịch bệnh COVID-19, sức khỏe sinh sản, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Xây dựng hình ảnh người phụ nữ tự tin tự trọng trong thời đại mới. Nhân dịp này, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã hướng dẫn quy trình cách sử dụng bộ test nhanh kháng nguyên với COVID-19 để cán bộ, công nhân viên chức, người lao động tại đơn vị chủ động theo dõi sức khỏe bản thân và gia đình. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hòa An vừa tổng kết và trao giải cuộc thi ảnh duyên dáng trang phục dân tộc phụ nữ Hòa An năm 2022 trên mạng xã hội Facebook nhân kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Cuộc thi ảnh duyên dáng trang phục dân tộc phụ nữ Hòa An năm 2022 trên mạng xã hội Facebook được phát động từ ngày 9 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3 năm 2022. Cuộc thi ảnh đã nhận được 47 tác phẩm của tập thể và 75 tác phẩm của hội viên phụ nữ và nữ đoàn viên, công nhân viên chức lao động trên địa bàn huyện. Theo đánh giá của ban tổ chức, nhiều tác phẩm có chất lượng cao, có tính nghệ thuật, tôn vinh nét đặc sắc của văn hóa truyền thống, mang đặc trưng riêng của trang phục dân tộc mình. Đây là dịp quảng bá hình ảnh quê hương, con người Hòa An đến với bạn bè trong nước và quốc tế thông qua mạng xã hội. Cuộc thi đã thu hút sự quan tâm theo dõi và tham gia tương tác, like và share của cộng đồng mạng. Nhiều ảnh có lượt chia sẻ cao, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, giới thiệu bản sắc văn hóa đặc trưng thông qua trang phục truyền thống các dân tộc huyện Hòa An. Qua đó bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy vẻ đẹp dân tộc trong mỗi đoàn viên công đoàn, khẳng định vai trò vị trí của người phụ nữ trong thời kỳ mới. Ban tổ chức trao giải ảnh cá nhân tập thể đẹp nhất với tác phẩm Tết Đắp Nọi của Đỗ Thị Hồng Lam, đoàn viên công đoàn cơ sở, khối huyện ủy và tác phẩm Hòa An trên đường đi tới, tập thể công đoàn Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện, trao 2 giải nhất, 3 giải nhì, 4 giải ba, 8 giải khuyến khích cho các cá nhân và tập thể đạt giải và 1 giải cho tác phẩm có lượt tương tác nhiều nhất. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 112 năm, phong trào phụ nữ thế giới đã tạo nên một dấu mốc đặc biệt của lịch sử nhân loại. Năm 1910, Đại hội Phụ nữ Quốc tế đã quyết định lấy ngày 8 tháng 3 hàng năm làm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Tại Việt Nam, ngày 8 tháng 3 còn là ngày kỷ niệm cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, những nữ anh hùng của dân tộc đã đấu tranh cho nền độc lập dân tộc. Truyền thống tốt đẹp đó là niềm tự hào của phụ nữ Việt Nam trong cộng đồng phụ nữ quốc tế, là mạch nguồn tiếp nối các thế hệ. Phát huy truyền thống vẻ vang của lịch sử nhân loại cũng như lịch sử dân tộc Việt Nam, trong giai đoạn hiện nay, phụ nữ Cao Bằng luôn nỗ lực vươn lên, vượt qua mọi khó khăn thử thách, không ngừng phấn đấu, cống hiến, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Năm 2021 ghi dấu ấn mạnh mẽ trong công tác của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cao Bằng. Tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp đều đạt và cao hơn nhiệm kỳ trước. Đây là kết quả của sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với sự phát triển của phụ nữ và công tác phụ nữ, sự tin tưởng của cử tri dành cho đại biểu nữ và quan trọng là sự nỗ lực phấn đấu không ngừng và sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ nữ ở tất cả các cấp. Với trên 81.000 hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh, những năm qua, các cấp hội đã tích cực triển khai các phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, xây dựng nông thôn mới, với nhiều nội dung và hình thức phong phú đa dạng,
có sức lan tỏa và tác động mạnh mẽ trong cộng đồng, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia. Các cấp hội đã chú trọng gắn các nội dung của phong trào thi đua với việc triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc rèn luyện các phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể cá nhân phụ nữ vượt khó vươn lên, làm giàu chính đáng, trở thành chủ các doanh nghiệp thành đạt, giải quyết việc làm và bảo đảm thu nhập ổn định cho hàng chục lao động. Nhiều chị là cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, nhiều lao động nữ đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà. Hàng ngàn mô hình phát triển kinh tế giỏi do chị em phụ nữ làm chủ hộ. Đặc biệt, trong cuộc chiến phòng chống COVID-19, phụ nữ có mặt ở hầu hết các đội hình, từ y bác sĩ, nhân viên y tế chăm sóc điều trị bệnh nhân, tham gia các đoàn nhân lực hỗ trợ các tỉnh miền Nam phòng chống dịch. Cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát, khu cách ly. Nhiều tấm gương của chị em phụ nữ hy sinh hạnh phúc riêng để ngày đêm tham gia trên tuyến đầu chống dịch. Không có ngày lễ, ngày Tết. Chung tay phòng chống dịch COVID-19, các cấp hội phụ nữ đã tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ vừa quyết liệt phòng chống dịch COVID-19, vừa tập trung góp phần phục hồi, phát triển kinh tế xã hội. Tặng các phần quà Tết cho các tổ chốt biên giới với tổng kinh phí trên 78 triệu đồng. 100% các cơ sở hội triển khai chương trình triệu phần quà san sẻ yêu thương. Tích cực vận động cán bộ, hội viên phụ nữ, các nhà hảo tâm ủng hộ, hỗ trợ đồng bào miền Nam bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19. Ủng hộ gần 217 triệu đồng, trao gửi các phần quà cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Những kết quả đó là sự nỗ lực không ngừng nghỉ, phát huy những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, anh hùng, bất khuất. Đó cũng là động lực để phụ nữ Cao Bằng tiếp tục khơi dậy niềm tự hào, tăng cường đoàn kết, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lao động, công tác, học tập, thi đua thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, đáp ứng yêu cầu của người phụ nữ trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 năm nay, một năm đặc biệt khi cuộc sống của mọi người bị đảo lộn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Mọi hoạt động vui chơi, gặp gỡ, tạm hoãn lại. Đối với những người phụ nữ, họ chỉ có một mong muốn giản dị, đó là mong dịch bệnh nhanh chóng qua đi để cuộc sống được trở lại bình thường. Là một bác sĩ trẻ vừa nhận nhiệm vụ tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, chị Triệu Thị Hạnh, khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm, vẫn miệt mài làm công việc của mình. Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, là lực lượng tuyến đầu chống dịch, chị và đồng nghiệp luôn phải túc trực làm việc, ngày cũng như đêm, với mong muốn đẩy lùi được đại dịch. Tôi thì năm nay nó sẽ rất khác so với mọi năm trước. Năm nay thì tình hình Cao Bằng nói chung thì rất khá là căng thẳng với ca F0 ngày càng tăng lên. Cũng chỉ chả mong gì hơn nhiều là năm nay tình hình dịch sẽ được khống chế, người dân có thể trở lại cuộc sống bình thường và có thể trở lại tình hình chung ấy. Năm nay thì trường lái tôi cũng thấy là nhà hơn mọi năm rất là nhiều. Mọi năm thì sẽ là ở trước này, cùng nhau đi chơi này, cùng tụ tập bạn bè, thì năm nay vẫn là công tác phòng chống dịch nói chung với mọi người, các bác sĩ trong ngành nói chung. Vào ngày 8 tháng 3 hàng năm, chị Vũ Thị Hiền ở tổ 6 phường Sông Bằng, thành phố, thường cùng cả gia đình, con cái đi picnic. Nhưng năm nay, do dịch bệnh, gia đình chị không tụ tập đi chơi nữa. Thay vào đó, chị đã đi mua hoa về nhà cắm, rồi chuẩn bị một bữa cơm tươm tất để cả nhà sum vầy. Với chị như vậy là có một ngày 8 tháng 3 ý nghĩa và trọn vẹn. Đối với phụ nữ chị em chúng tôi thì ngày 8 tháng 3 cũng rất là ý nghĩa. Nhưng mà vì dịch bệnh thì mỗi năm thì là một số gia đình chúng tôi cũng đã tổ chức đi picnic và đã đi ăn nhà hàng. Nhưng năm nay vì dịch bệnh đã quá nhiều thì là gia đình chúng tôi cũng tự mua đồ về nhà tổ chức để có một bữa cơm đầm ấm với gia đình. Và riêng bản thân tôi cảm thấy như thế là cũng rất là hạnh phúc. Và sau đó là bây giờ tôi cũng mong dịch bệnh qua đi để mọi người và gia đình
để được gặp nhau và được đi picnic và được giao lưu với nhau. Và cũng mong là dịch bệnh qua đi để cho những cuộc sống nó trở lại bình thường. Có lẽ mong ước của chị Hạnh, chị Hiền cũng sẽ giống như mong ước của nhiều chị em phụ nữ trong ngày hôm nay. Không có món quà nào lớn bằng việc dịch bệnh kết thúc. Bởi chỉ khi cuộc sống trở lại bình thường, một nửa thế giới của chúng ta, những người bà, người mẹ, người vợ mới thực sự được tận hưởng một ngày quốc tế phụ nữ đúng nghĩa. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống hiện đại, ngày càng xuất hiện nhiều chị em phụ nữ khẳng định năng lực của mình trong lĩnh vực kinh doanh. Họ đều là những người đi lên từ nghèo khó bằng sự cần cù, thông minh, sáng tạo trong lao động sản xuất. Chị Tạ Thị Thu Yên, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Yên Công, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng là một điển hình như vậy. Trước đây, kinh tế gia đình của chị Tạ Thị Thu Yên, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, chủ yếu từ việc buôn bán các mặt hàng xuất nhập khẩu sang Trung Quốc. Tuy nhiên, từ năm 2020, dịch COVID-19 bùng phát, khiến việc xuất nhập khẩu hàng hóa với nước bạn ít nhiều bị ảnh hưởng. Chị Yên đã tìm hiểu kỹ lưỡng và mạnh dạn dùng số tiền gia đình tích lũy được để chuyển hướng kinh tế mới. Đó là nông nghiệp theo hướng hữu cơ và kêu gọi các chị em đồng sở thích để cùng đầu tư. Từ đó, Hợp tác xã Nông nghiệp Yên Công được thành lập. Hợp tác xã Nông nghiệp Yên Công có sản phẩm nấm hương được đánh giá là nữ hoàng của các loại nấm bởi giá trị dinh dưỡng cao, tốt cho sức khỏe, được thị trường ưa chuộng. Tuy nhiên, thời gian đầu khi mới đầu tư, chị Yên gặp phải không ít khó khăn. Ban đầu ấy, đầu tư thì tôi rất hào hứng, nhưng mà sau một thời gian đầu tư ấy, chúng tôi cũng có những cái vướng mắc, bởi vì là học về trồng nấm ấy thì chỉ học trên lý thuyết thôi, đến khi thực hành thì nó khác xa một trời một vực. Đấy, nói chung là mấy chị em đồng sở thích với chúng tôi là cũng thật sự phải quyết tâm thì mới có được ngày hôm nay. Với ý chí phấn đấu, dám nghĩ, dám làm, vượt qua khó khăn thách thức, sau 2 năm triển khai, mô hình trồng nấm hương tươi của Hợp tác xã Nông nghiệp Yên Công bước đầu đã cho thấy hiệu quả. Sản phẩm có hương vị thơm ngon, được người tiêu dùng ưa chuộng. Sản xuất đến đâu, bán hết đến đó. Nhiều khi không đủ cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Năm 2020, vụ đầu tiên cho thu hoạch gần 10 tấn nấm, thu về hàng tỷ đồng cho Hợp tác xã. Thu nhập của các hộ thành viên đạt từ 80 đến trên 100 triệu đồng một hộ một năm. Hợp tác xã giải quyết việc làm cho gần 20 lao động địa phương với thu nhập ổn định khoảng 5 triệu đồng một tháng. Không dừng lại ở đó, năm 2021, Hợp tác xã đầu tư thêm 2 tỷ đồng và tiếp cận một số nguồn vốn khác từ Liên minh Hợp tác xã, mở rộng diện tích trại nấm lên 4.000 m2, cấy hơn 10 vạn phôi nấm, cho thu hoạch từ 35 đến 40 tấn nấm hương. Hợp tác xã tập trung tìm kiếm thị trường tiêu thụ và tìm đối tác tiêu thụ sản phẩm, không chỉ ở trong nước mà mở rộng ra cả nước ngoài. Tôi nhận thấy là khí hậu và địa lý ở Cao Bằng rất là phù hợp để nuôi trồng các loại nấm. Nhưng mà sau một thời gian tìm hiểu kỹ về thị trường ấy, thì tôi thấy nấm hương thì là có giá trị kinh tế cao. Nuôi trồng cũng khá là đơn giản. Nấm của chúng tôi nhé, thì là bán trên thị trường thì là rất là nhiều và được khách hàng rất là ưa chuộng. Hiện nay là hợp tác xã chúng tôi đã có 7 cái hợp đồng với lại các tỉnh ngoài Cao Bằng, ví dụ Hà Nội này, Hưng Yên, Bắc Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên. Không chỉ tăng thêm thu nhập cho gia đình, Hợp tác xã đã tạo việc làm cho nhiều lao động, quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động, tạo điều kiện thuận lợi để công nhân yên tâm công tác. Để khẳng định thương hiệu nấm hương của mình, thời gian tới, Hợp tác xã chú trọng nâng cao chất lượng, mẫu mã, thu hút kỹ sư chuyên sâu nông nghiệp hữu cơ vào làm việc tại Hợp tác xã để có thể phát triển và hoàn thiện hơn nữa các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Hiện nay, Hợp tác xã đang trong quá trình xây dựng, đăng ký chỉ dẫn địa lý và bảo hộ thương hiệu, truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm nấm hương của hợp tác xã, để sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm OCOP. Với phẩm chất cần cù, chịu thương, chịu khó, chị Tạ Thị Thu Yên đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người phụ nữ dám nghĩ, dám làm, xứng đáng là tấm gương sáng để chị em phụ nữ học tập và làm theo.
Thưa quý vị và các bạn, sau 4 ngày thi đấu tại giải vô địch các câu lạc bộ Pencastilat quốc gia năm 2022, các vận động viên đã trải qua vòng loại ở nội dung đối kháng. Vào chiều nay, ngày 8 tháng 3, các vận động viên đã bước vào thi đấu nội dung biểu diễn. Quyền biểu diễn của Pencastilat được chia làm 3 nội dung khác nhau đối với nam nữ. Tung ga là hình thức thi đấu cá nhân, gồm phần tay không và binh khí, chủ yếu là dao và côn. Tiếp theo là phần ganda, hình thức thi đấu, bài đối luyện tự chọn, yêu cầu chính, đảm bảo tính hiệu quả, thẩm mỹ cao, đồng thời thể hiện sức mạnh trong từng tổ hợp đòn thế và nhịp điệu động tác. Cuối cùng là phần thi regu với hình thức bài biểu diễn tập thể 3 người. Cả 3 nội dung quyền của Pencastilat đều có thời gian biểu diễn lên đến 3 phút trên một bài, nhiều gần gấp 3 thời gian của các môn khác. Trong đó, những màn nhào lộn được chú trọng đặc biệt và được đánh giá rất cao. Chính điều này đã làm nên nét đẹp của quyền biểu diễn Pencastilat và giúp cho môn võ này ngày càng được yêu mến ở Việt Nam. Ngày 9 tháng 3, các vận động viên bước vào vòng chung kết ở cả 2 nội dung đối kháng và biểu diễn. Trong đó, ở nội dung đối kháng, có sự góp mặt của một số vận động viên như Vũ Văn Kiên, đội Thanh Hóa, Phùng Mùi Nhìn, đội Cao Bằng, Ngô Châu Anh, đội Hà Nội, Nguyễn Thanh Phong, đội thành phố Hồ Chí Minh. Diễn biến của giải chúng tôi sẽ cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.